Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Và hôm nay thì mình tiếp tục chuyên mục parkour các bạn ơi. Có khá là nhiều bạn yêu cầu mình là bảo là anh Mèo Pèo chơi parkour tiếp đi. Dạo này chưa thấy có parkour gì mới các bạn ạ. Thì hôm nay thì mình mới khám phá được một con map ở trên thư viện mini. Map này thì có tên là parkour trà sữa các bạn ơi. Hề, thấy chủ map build cái hình trà sữa trân châu khá là bựa các bạn ạ. Đây, chủ map tên là Trang Bi, ID là 37123796 các bạn nhá. Map tên là parkour trà sữa. Nó khá là tò mò, không biết là parkour trà sữa thì chơi như nào các bạn ạ. ID là 22 tháng 3. Map được xây vào ngày 22 tháng 3 năm 2020. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Ui, để coi nào, có cả thông tin đấy. 22 quyển cơ à? Một quyển hình như một quyển tiếng Anh, một quyển tiếng Việt các bạn ạ. Map có 30 cấp độ và mỗi cấp độ đều tương ứng với một ly trà sữa trang trí. Ôi kinh phết nhở. Kinh thật, ông mày build hẳn 30 cái ly trà sữa cơ à. Map không hay nhưng nếu thích hãy cho mình 5 like nha. Cảm ơn vì đã đọc hết và cảm ơn nếu bạn đã tải map rồi. Ok, ôi mà từ từ. Chủ map cho làm gì ấy? Ê, chủ map cho đập block này. Ê, chủ map cho đập block các bạn ạ. Ok ok, mà tự nhiên cho cái block làm gì nhở? Chắc là kiểu chỗ nào khó quá thì đập block hay sao ấy. Chết giờ mình lỡ dùng một block rồi. Chắc là chủ map thấy là chỗ nào khó quá thì chắc là cho đập block. Chắc là thế các bạn ạ. Map này không có cái gì chuyển, chỉ có lava thôi, không sao. Lava dùng tạm vậy các bạn ạ. Có cả cái này cơ mà. Chắc là không cần dùng đến cái này đâu. Gà cũng chả cần đâu. Khi nào cần thì dùng các bạn ạ. Ok, rồi để mình bỏ xin đi đã. Không các bạn kêu mình ăn ra thì chết. Đây, dùng giáo sư đi. Ok, thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký vào chuyện đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Hey, thấy có vài con ong này. Tốt nhất là chúng ta không nên trêu mấy con ong này các bạn ơi. Không được đấm nó bu là cắn đấy các bạn ơi. Rồi để coi xem quả map parkour trà sữa như nào đây. Ok, đầu tiên ở đây là level 1 à. Hình trà sữa này. Ê, không biết là trà sữa gì, trà sữa cầu vồng à. Chịu các bạn ạ. Mình khá ít khi uống trà sữa bởi mình cũng không thích uống trà sữa lắm các bạn ạ. Thực ra uống nhiều trà sữa không tốt cho sức khỏe đâu. Các bạn hạn chế uống thôi. Uống trà sữa có bổ béo gì đâu. Mình thích uống sữa nhưng mình không thích uống trà sữa nha. Mình chỉ thích uống sữa thôi. Đó, mình rất là hay mua sữa, kiểu mua sữa tươi, không phải sữa hộp đâu. Mình hay mua những cái chai sữa tươi kiểu 1 lít ấy đấy. Sữa tươi Mộc Châu, sữa tươi Ba Vì, sữa tươi Đà Lạt chẳng hạn đó. Mình hay mua những cái chai 1 lít về uống. Cái hạn thời gian sử dụng ấy, cái hạn sử dụng nó chỉ có trong khoảng tầm 3 ngày thôi. Từ 2 đến 3 ngày thôi, rất là ít luôn. Cho nên là không uống nhanh là hết hạn các bạn ạ. Đấy, sữa tươi. Nói chung là mình không thích uống sữa hộp. Sữa hộp kiểu có chất bảo quản hay gì, uống nó cảm giác là không ngon các bạn ạ. Mình khá là thích uống sữa tươi mình uống cơ. Đó, mình chỉ tổng uống sữa tươi thôi các bạn ạ. Kiểu hay mua Đà Lạt Milk này, TH Chu Milk, không biết có sữa tươi không nhỉ? Mình chưa uống sữa tươi của TH Chu Milk bao giờ. Sữa hộp thì nhiều rồi, sữa hộp thì uống nhiều rồi mà không thích sữa hộp lắm. Đó, chẳng qua ngày xưa không có điều kiện uống sữa tươi nên uống sữa hộp thôi. Ồ, đây là sữa, chắc là trà sữa nho à. Ok. Đó, thì đợt ngày xưa thì ngày bé uống sữa hộp chứ sau này mình toàn uống sữa tươi à. Cái sữa đóng chai, sữa chai 1 lít ý. Đó. Mà hạn sử dụng chỉ có 3 ngày thôi. Mộc Châu, chủ yếu đa phần mình toàn Mộc Châu các bạn ạ. Mình toàn uống là Mộc Châu với cả Ba Vì. Đà Lạt thì thỉnh thoảng mình uống thôi. Đà Lạt Milk thỉnh thoảng uống, đa phần là toàn Mộc Châu ở chính các bạn ạ. Mình khá là thích uống sữa tươi Mộc Châu, chắc là ở trong Nam mà ít bạn biết sữa tươi Mộc Châu nữa. Ngoài Bắc chắc là nhiều bạn uống hơn. Thế như trong Nam thì uống sữa Đà Lạt, còn ở ngoài Bắc thì uống sữa Ba Vì với cả Mộc Châu. Nói chung là cũng sữa tươi vừa ngon hơn nhiều, uống vừa bổ vừa ngon. Hey, mà sữa là sữa không đường nhá, tôi không uống sữa có đường đâu. Uống sữa có đường mình không uống nổi các bạn ạ, mình toàn uống sữa không đường thôi. Đó, chả hiểu sao mình thích uống sữa không đường hơn cơ. Sữa có đường cứ thế nào ấy các bạn ạ. Hey, uầy, map này có vẻ dễ nhở. Mình thấy là map này có vẻ khá là đơn giản, toàn một ô đấy. Khiếp thật, map này là map siêu dễ này, toàn một ô các bạn ạ. Sao thật đây này, parkour. Map parkour thì toàn một ô như đi bộ này. Từ từ mà đừng ngày sớm các bạn ơi. Lát nữa tự nhiên bùm phát 3 ô thì chết, hay 4 ô thì chết. Cứ từ từ thôi, không nên ngày sớm các bạn ạ. Ngày sớm mà tí nữa khó là toàn đấy. À đây có các tên thể luôn đây. Trà sữa này không biết là vị gì. Trà sữa trân châu. Ui, vừa gáy xong rơi luôn các bạn ạ. Cắt tinh thể lưu hình à. Ok ok, không để ý các bạn ạ. Nhảy quá đà. View. Mà hình như là cái map này là có chỉnh trọng lực hay sao nhỉ. Mình cảm giác mình nhảy cao hơn bình thường thì phải. Đúng không ta? Thử lại nào nhỉ. Đó, mình cảm giác mình nhảy nó cao hơn bình thường các bạn ạ. Cao một xíu. Một xíu 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 xíu. Kiểu như là trọng lực 0.9 ý. Hay là trọng lực 0.8 ấy các bạn ạ. Nói chung là nó cảm giác nhảy nó mượt hơn bình thường một xíu các bạn ạ.
chắc là cái map này là trọng lực 0.9 hay là 0.8 gì đấy. Đấy, cảm thấy này khá là mượt luôn. Ui, cọc à. Hey. Nói chung là map này cũng gọi là dễ, cũng chả để mức trung bình đâu. Đây là trà sữa Bà Hà, kia là trà sữa Việt Quất, kia là trà sữa bình thường, chẳng biết. Đây là trà sữa gì đây? Sợ thật, trà sữa này trà sữa màu tím này, chắc là không biết là nho không, chịu các bạn ạ. Ôi, chả biết dạo này trà sữa cho nhiều vị thế cả. Mình thì mình cũng không muốn trà sữa nhiều, không đam mê nhiều, các bạn lại chả bầu trà sữa này ý. Thật. Hey. Chắc là cả năm là uống được 1-2 cốc vào cùng, chứ chả uống nhiều đâu. Kiểu khi nào có dịp gì kiểu đi chơi đâu, cùng lắm mới uống thôi, chứ bình thường mình cũng chả bao giờ mình mua về uống các bạn ạ. Ui, máy xoay các kiểu này. Cái này chắc là trà sữa dâu hay là dưa hấu nữa, không biết. Cái này là trà sữa vị gì ấy, trên vàng dưới xanh lá cây nhạt nhạt. Để biết giống màu táo à. Đây, cái này giống nho này, cái này giống nho này. Đây, nhiều màu quá, như kiểu ông chỉ đổi màu thôi, còn vị gì mình cũng chả biết các bạn ạ. Ui, thử bắn tường không? Hey, thử bắn tường nữa. Thử bắn một tường ta. Ui, mình chịu, mình không bắn tường đâu các bạn, chịu, mình không phải bắn một tường đâu. Thực sự là mình không biết bắn một tường thử nào. Ủa, được rồi này, được 2 phát. Tôi chịu các bạn ạ, mình không biết bám một tường. Bám 2 tường thì được, nhưng bám một tường thì không. Ui, thế gì ấy. Ui, từ. Thì như, trên đầu. Như là trên đầu có chặn mất tàu hình không? Đúng rồi, này. Đây này, trên đầu có chặn mất tàu hình các bạn ơi. Đây. Đúng rồi. Hey, đè. Đúng rồi, có chặn nè. Hey, nói chung là map này khá là dễ, mình thấy là PE chơi thoải mái luôn. Toàn một ô à, đây có một ô này đấy. Cái này thậm chí là đi bộ luôn các bạn ạ. Đó, nói chung là map này khá là dễ, bạn nào chơi cũng được luôn. Mới tập chơi hay là chơi lâu rồi hay là như nào cũng chơi được các bạn ạ. Thử ra. Bị ngay mà. Cái cầu thang này thỉnh thoảng hay bị lỗi này. Đấy, cái cầu thang này rất hay bị lỗi luôn. Đi kiểu gì cũng rơi luôn các bạn này. Đi này, tự rơi ở đấy, tự rơi luôn. Mặc dù mình vẫn đè nút ship bình thường nhá. Đó, cái này rất là dễ rơi, kiểu xây zig zag này này. Cực kỳ hay bị lỗi luôn các bạn ạ. Phải bấm nút nhảy liên tục. Đó. Đó, ui rồi, đến cuối còn rơi kìa đấy. Cái cầu thang này nó không phải là do như nào đâu mà nó bị thế, kiểu trong menu hay thế đấy. Mình chơi parkour lâu mình biết. Cái cầu thang kiểu này nó hay bị lỗi lắm, đó nó hay bị lỗi lắm. Ó, phải bấm liên tục cơ, các bạn phải bấm nút cách và nút ẩn thân liên tục. Chứ nếu như nhá, nếu như các bạn chỉ giữ ẩn thân thôi ấy, đấy, kiểu gì cũng rơi luôn, đến đây rơi này. Đến đây rơi đó. Nếu như chỉ giữ ẩn thân thôi là kiểu gì cũng rơi luôn, đó có thể không? Phải bấm liên tục này, bấm liên tục đấy, bấm liên tục. Đó, bấm liên tục này, đó, mà không bị rơi các bạn ạ. Đó, bấm liên tục cơ. Chứ mà đè sim không là kiểu gì cũng rơi, thề luôn. Cái cầu thang này nó bựa lắm. Cầu thang kiểu zig zag này nó rất là bựa, nó kiểu lên xuống này. Mình chơi nhiều rồi mình biết. Hồi xưa mình cứ tưởng là lỗi cơ chứ không phải đâu. Không biết là chủ map có biết cái đấy không. Đó. Các bạn mà chơi kiểu đấy, mà chơi cái đoạn này, đấy, chơi cái đoạn mà cầu thang zig zag này này thì nên đè nhá. Bấm ship xong bấm nhảy liên tục chứ đừng có dừng lại nhá. Hey, lệ này ôm map này chung là cũng được. Ủa, có máy xoay này, khiếp thật. Trà sữa chung là cái map này chỉ có đổi màu trà sữa thôi các bạn ạ. Ơi, từ nào. Tụi mình sẽ cố gắng không bị mất máu. Hey, chứ này bình thường thì dễ quá, có bánh mì mà. Đó, rồi ok, không mất máu luôn. Coi như mình đang chơi parkour một máu các bạn ạ. View ở trong map này khá là dễ, toàn một ô à. Rồi, thắng luôn rồi này. Khiếp thật luôn, các bạn dễ đến mức thắng luôn đây. Hay là tôi thử thách nhảy ngược lại nhở? Thử thách parkour nhảy ngược không nhở? Parkour đường ngược lại khi là hay đấy ta. Được đấy, chúng ta chơi quả thử thách parkour ngược hướng. Đấy, đi làm thêm một vòng nữa các bạn ạ. Chứ cái map này chơi được chưa đã, nó dễ quá. Đây, bây giờ thử thách là chơi nhảy ngược lại này, mới căng này. Cái này dễ rồi. Thực ra khéo nhảy ngược lại còn dễ hơn đấy các bạn ạ. Nè, đây chỗ này à, bấm liên tục, ui rồi, kiếp thật. Đấy, mình còn chưa dùng cục nào các bạn, mình còn chưa dùng cục nào đâu này. Ê, hãy dùng thử đi, đằng nào mình cũng chưa dùng mà, nhở, dùng thử luôn, nè. Mình có thì mình dùng thôi, đỡ phí các bạn ạ, dùng cho đỡ phí. Ơi, chủ mát cho tận là 5 cục cơ mà, thực ra cho 6 cục cơ, lúc đầu mình bấm nhầm một cục các bạn ạ, lúc đầu bấm nhầm một cục đấy. Chứ thực ra chủ map cho 6 cục. Ê, từ. Ê, mình nghĩ là trò này vui hơn này. Ôi, mình nghĩ là trò này nó vui hơn các ông ạ. Ê, đây, xài xin đi. Nhảy parkour đường này. Đó, ui. Ở trên này mà còn chạm mất tầng hình á. What the hell. Ôi, cái ly trà sữa này chạm mất tầng hình các bạn ơi. Ok, bám tường luôn. Nhảy lên trên, tôi mình nghĩ là trò này vui nè. Để thử nhảy qua nào. Ui, ăn gà các kiểu luôn các bạn ơi. Mới nghĩ là trò này vui này, đúng rồi. Parkour Cindy
yêu sầu chơi xa thế sao nhảy được, chơi xa quá rồi. À, từ đây chúng ta còn một cái nữa. Đây xin đi level 2 kèm thêm nữa có ga nữa, trời ơi nhảy vào gọi là siêu cao luôn các bạn, nhìn này, nhìn này, ơi úi xồi ôi. Thánh nhảy luôn các bạn ạ, thế này gọi là thánh bắc cua luôn, trời ơi thánh bắc cua luôn các bạn ơi. Này chỉ dăm ba cái bắc cua nó còn nhảy phát nữa cơ. Ơi chết thôi xong tôi rồi, gáy to rồi. Quên không lấy đà các bạn ơi, để mình chuyển lại góc nhìn này cho dễ nhìn đã các bạn ạ. Góc nhìn thứ ba nó hơi khó nhìn, từ anh em bình tĩnh nhá. Sợ thật luôn, góc nhìn kia nó hơi khó nhìn các bạn ạ. Ok rồi, mà chỗ kia cũng xa đấy, chỗ kia cũng xa đấy các bạn ạ, không phải gần đâu, cũng xa phết đấy. Đây này từ đây cũng xa này, không phải gần đâu các bạn ạ. Đây phải lấy đà đã. Đó chỗ này này, chỗ này bao nhiêu ô đây, mình không biết chỗ này bao nhiêu ô luôn các bạn ạ. Từ đã lấy đà đã. Hey nhảy được không ta? Ôi không đến được, chịu không đủ tầm, không đủ tầm, quá xa rồi, chỗ này nó quá xa rồi các bạn ạ. Kể cả ăn gà cộng thêm cái kia, chỗ này phải tầm mấy chục đốc rồi, không thể nào để đến được. Đó là phải căn cực kỳ kinh luôn ý, chịu các bạn ạ. Thử thách parkour nhảy ngược lại. Ok rồi, có nữa em có ga. Ôi mấy cái chỗ này khá là gần nhau này, có khi chả cần em có ga đâu các bạn ạ. Nhảy cũng khá là mượt luôn, view nhảy tận 2 lần cơ mà, khiếp thật. Thử thách parkour Cindy, chỗ này tầm mấy ô đấy các bạn ơi. Thử nhảy luôn. Ôi chết, mày thêm vẫn kịp, mày thêm vẫn kịp các bạn ạ. Đây, ôi tăng độ khó cho game này, chỗ này bắt đầu khó này. Mình chỉ còn có một cái nếp có ga thôi các bạn ơi, để tiết kiệm khi nào cần dùng đến các bạn ạ. Hey, thử thách parkour ngược luôn. Dô, nói chung là map này chơi cũng được, nhưng mà tuy nhiên trang trí hơi đơn giản nhá. Cái trà sữa chỉ có đổi màu thôi chứ mình cũng không đề cử đâu. Phải nhảy khá là dễ nữa, thành ra mình sẽ không đề cử. Bạn nào mà muốn chơi thử ý, thì có thể tua lại đầu video nhá, tua lại đầu video để coi cái ID map nhá. Ok, ui chút này nhảy qua không ta. Cái này phải uống nước rồi, cái này phải uống nếp có ga các bạn ơi. Rồi view. Ui đều để phát nữa. Đó xin đi nhảy 2 lần cơ mà. View để phát nữa. Ok rồi, thử thách nhảy ngược lại bằng Cindy level 2 cộng nữa có ga các bạn ạ. Ok rồi, chút map này khá là dễ. Đây cho các bạn coi lại cái ID map nha, ID map là 37123796 các bạn nhá. Rồi bạn nào muốn trải nghiệm thử map này thì cứ vào chơi thử nha, map khá là dễ các bạn ạ. Ok video xin phép được kết thúc đấy thôi, các bạn thấy video hay và thú vị đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhớ đăng ký vào channel, đăng ký ủng hộ mẹ peo các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.